Hey, xin chào các bạn, thì hôm qua đã có một cái sự kiện web mới và anh em sẽ nhận được 40 nguyên thạch cùng với Mora và một số nguyên liệu khác, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sự kiện web này luôn nha các bạn. Bạn nào mà có ứng dụng HoYoLab á thì các bạn sẽ có cái này ha, sẽ có cái sự kiện này. Thì anh em có thể vào cái phần Genshin các bạn xem, hoặc là mình sẽ để cái link sự kiện này ở dưới phần bình luận á. Các bạn có thể vào dưới phần bình luận để các bạn làm cho nó dễ ha. Thì đây là một cái sự kiện đơn hàng khẩn cấp, sự kiện web của nhân vật mới Silunen. Không biết là có đọc đúng tên không, nhưng mà nếu mà có sai sót thì các bạn thông cảm cho mình nha. Đây là một cái sự kiện mà mình sẽ làm ủy thác gàng đó, mình sẽ giao đơn hàng cho một cái con cừu của bạn đó. Thì ở đây mình phải đăng nhập nha các bạn, anh em phải đăng nhập nha. Các bạn có thể đăng nhập bằng thẻ thông hành hoặc là ID của mình, thì ở cái này các bạn cứ nhập như bình thường nha. Đây thì các bạn nhớ là lựa đúng cái server các bạn chơi. Bây giờ thì mình nhấn để bắt đầu. Cái này nếu mà bạn nào biết chơi thì rất rất là đơn giản nha. Thì cái sự kiên nhẫn của A3K sẽ giảm dần theo thời gian. Thì cái con lạc đà, con cừu này nè, nó sẽ đi giao hàng giúp mình. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ nhận cái nói chung là cái gì gọi là cái job, cái công việc á. Thì cái cuốc bền bỉ, mình sẽ làm cái cuốc bền bỉ nè. Đó, thì các bạn có thể thấy nè, nó đang đợi mình giao hàng và mình phải tìm cảm hứng đó. Các bạn cứ nhấp đại xung quanh ha, cái này thì nó khá là dễ rồi. Ok đó, thì các bạn đã hoàn thành đơn hàng rồi ha. Nhớ là khi mà tìm được cảm hứng thì các bạn nhấp vô cái chỗ gàng này là được ha. Rồi ok, mình sẽ nhận cái thứ hai, đó là cái mũ bảo hộ có đặc trưng. Ok, nhấn vào. Nó cần hai cái cảm hứng. Để mình nhận cái cảm hứng này như thế nào thì anh em cứ di con chuột á, các bạn nhấp xung quanh nha, để xem có cái nào là lạ không, các bạn nhấp vào là được. Các bạn có thể thấy là mình di con chuột, mình nhấp linh tinh tùm lum hết đó, thì nó tự động nó được nha các bạn. Cái này thì vẫn dễ nha, đây nó đang nhận cảm hứng là mình dí đi nè. Anh em nhớ là cái này là các bạn dí vào cái con lạc đà này đó, rồi sau đó là các bạn nhấp vào bệ gàng. Ok, chúc mừng các bạn đã hoàn thành đơn hàng thứ hai. Vậy thì bây giờ chúng ta đến với cái đơn hàng thứ ba, đó chính là búa lớn đẹp mắt, và nó kêu mình phải nhận cảm hứng hai. Thì cái này rất là đơn giản ha, các bạn xoay đằng sau, các bạn nhấp vào cái con ở đằng sau nè, cái con gồng đất con ở đằng sau nè, các bạn nhấp xung quanh một hồi á, sau đó là các bạn nhấp vào nhân vật, các bạn nhấp vào con cừu á, sau đó là các bạn xoay đằng sau, các bạn nhấp vào cái con gồng đất đó, là rồi xong các bạn nhấn vào cái bệ gàng thì nó sẽ hoàn thành ha. Cái này thì nó hơi phức tạp chút xíu, tức là các bạn phải tìm cảm hứng, thì các bạn cứ nhắn xung quanh thôi, cứ nhắn vô những cái gì mà các bạn có thể nhắn được á thì nó tự động nó tìm cảm hứng cho các bạn ha. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành rồi, rất là đơn giản nha các bạn, thì nói có thể hơi khó hiểu chút xíu đó. Còn bây giờ thì đã thành công rồi ha, mình nhận được 40 nguyên thạch nha, mà rất là mau, nhận 40 nguyên thạch chỉ trong vòng 2 phút thôi, nó đỡ anh em chạy đi làm ủy thác đúng không? Ok, và bây giờ thì bye bye, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và đừng quên là cho mình xin một lượt like, nhờ đạt lượt đăng ký kênh nó không khó với các bạn nha, cảm ơn em. Và cái sự kiện này luôn cũng luôn có hình nền cho anh em luôn nha, có luôn hình nền cho anh em luôn.